càng vẫn còn rất đẹp luôn nhá. Rồi loa này thì tôi đã từng bán với giá 4,5 triệu, nhưng nó tùy theo, nếu đẹp xuất sắc thì bán giá 4,5. Còn như đôi này thì mặt tiền cũng đẹp xuất sắc luôn, nhưng mà đằng sau thì nó không đẹp bằng mặt trước nên bán giá 4,2 triệu đồng. Đôi loa này nếu các bác nhìn qua nó sẽ giống cái dòng loa Pioneer 180, 170. Giống hệt luôn. Nó chỉ là phóng to thôi cái dòng kia. Kích thước là bass 22 thì phải. Lỗ thông ơi, loa 3 đường tiếng, loa rời nha, không phải loa dàn chứ đâu. Loa rất chắc chắn và nặng. Công suất là 100W 6 ohm. Những công suất đấy nó chỉ ghi được công suất dây điện. Các bác đừng nghĩ nó 100W loa to này nha, nó là bé như này. Bề ngang là 27cm, bề sâu 23, còn bề cao là 46. Các bác nhớ nhá, 46cm bề cao, vì nó không phải loa to đâu. Nếu mà một đôi loa to một Pioneer thì nó không có giá 4,2 triệu đâu. Đôi loa này rất thích hợp cho các bác để trong phòng ngủ, hoặc là ghép thêm vào bộ dàn âm thanh nhà các bác. Giả sử có một đôi loa to rồi, mình đấu thêm đôi loa này vào để cho nó tăng giải bát, giải kép, giải beat lên, cực hay luôn. Đây là mặt tiền. Mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Đây mặt sau cái loa này nó gờ như này, còn bên này như này. Mặt sau còn rất vuông vức, nhưng mà nó không đẹp bằng mặt trước. Bình thường nếu một đôi đẹp xuất sắc tôi sẽ bán giá 4,5 triệu, 100W 6 ohm, sản xuất tại Nhật Bản, 707. Rất chắc chắn và nặng các bác nha. 4,2 triệu đồng. Ship toàn quốc qua Viettel, nhà xe khách. Phí vận chuyển của mua chị. Riêng dòng Pioneer thì các bác khỏi phải bàn về chất âm. Đôi loa nó thiết kế mặt tiền quá bắt mắt luôn. Rất thích hợp để ghép thêm vào nghe nhạc, hoặc là nghe nhạc một mình ở trong phòng ngủ. Tiếng nào ra tiếng đó luôn. Chắc chắn sao lại vô tình, trách cao xanh để chúng mình xa nhau. Trăm năm tương tròn trầu cao, rất là không phải mang hàng giấy, cực kỳ êm ái. Áo mây đẹp xuất sắc luôn, chưa mặc đã sầu lễ tan. Tầng chiều vàng trên cánh đồi hoang, tôi đến thăm mộ hàng ba nguyên sinh 100%. Đầy cành những cái ốc nhất chưa tháo ra bao giờ các bạn nhá. Cài lên bánh ốc lục giác chưa tháo bao giờ. Đôi loa này nó là dự hàng đắt sắt ra miếng luôn. Thật ra nó không đắt, không đắt. Nó luôn các bác không đắt một đôi loa như này. Nó là một đôi loa rời và nó thích hợp trong phòng nhỏ hoặc là các bác ghép thêm. Nàng chỉ mơ một lần, nói tiếng nó cực kỳ êm ái, rất hợp nhạc vàng. Áo cưới hoa hồng em mặc bội làm sâu, phải 2 triệu ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển đúng rồi chị. Đặt cọc 1 triệu tôi gửi hàng đi. Tình mình nghe nhạc quá hay luôn, để đỉnh cao dòng Pioneer, nghe nhạc vàng quá hợp. 707 Pioneer 707. Xin chào, hẹn gặp lại.